Nếu kho hàng của bạn đang trong tình trạng như thế này hay như thế này, đừng lo lắng, đã có giải pháp thay thế dành cho doanh nghiệp của bạn. Bao Jumbo sẽ giúp chứa và vận chuyển nhiều loại sản phẩm khác nhau, giúp bảo vệ hàng hóa an toàn hơn khi di chuyển, tái sử dụng được nhiều lần, tối ưu chi phí, thao tác đơn giản, nhanh chóng, tăng năng suất lao động.